Ngay trong tháng đầu của Hiệp định Việt Nam-Vương quốc Anh UKVFTA có hiệu lực, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Anh đã tăng gần 85% so với cùng kỳ, đạt gần 600 triệu đô la Mỹ. Đây là mức tăng trưởng được đánh giá là ấn tượng trong bối cảnh ngành xuất khẩu đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 1 năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Vương quốc Anh đạt hơn 657 triệu đô la Mỹ, tăng 78,57% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Anh đạt hơn 598 triệu đô la Mỹ, tăng 84% so với cùng kỳ. Ngay trong tháng đầu Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Vương quốc Anh có hiệu lực, kim ngạch xuất khẩu hai nước đã tăng mạnh. Điều này cho thấy Việt Nam đã thành công trong mục tiêu vừa chống dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế. Đây sẽ là tín hiệu rất lạc quan trong hợp tác thương mại kinh tế Việt Nam-Vương quốc Anh trong thời gian tới. Mà cái đầu tiên ấy, chúng ta thấy ngay rằng đó là vấn đề là các dòng thuế giảm. Mà dòng thuế giảm có nghĩa là các doanh nghiệp phải chi phí ít hơn về tiền đóng thuế. Cái thứ hai là các rào cản về mặt kỹ thuật, và thứ ba là rào cản về mặt vệ sinh an toàn thực phẩm, các cái rồi vấn đề liên quan đến về sở hữu trí tuệ. Trong cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Vương quốc Anh, nông sản có mức tăng tích cực, thủy sản đạt gần 20 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 18% so với cùng kỳ, mặt hàng rau quả đạt hơn 1 triệu đô la Mỹ, tăng gần 149% so với cùng kỳ. Theo cam kết trong UKVFTA, thuế nhập khẩu tôm nguyên liệu nhập khẩu vào Anh được giảm từ 10 đến 20% xuống 0%. Với mặt hàng hoa quả, hơn 94% trong tổng số 547 dòng thuế rau quả và các chế phẩm từ rau quả sẽ về mức thuế suất 0%. Những cái cắt giảm thuế quan và những điều kiện ưu đãi mà phía Anh dành cho Việt Nam, kể cả trong cắt giảm thuế quan cũng như là cái hạn ngạch cho những 14 cái mặt hàng mà có tính ưu tiên cao của Việt Nam, thì sẽ mang lại những cái trị giá rất lớn, tiết kiệm khoảng độ 3,5 ngàn tỷ đồng tiền thuế mỗi năm cho cái việc xâm nhập vào thị trường Anh. Trong bối cảnh các loại hoa quả nhiệt đới xuất xứ từ các quốc gia cạnh tranh như Brazil, Thái Lan, Malaysia đều chưa có FTA với Anh, nhiều sản phẩm là thế mạnh của Việt Nam như vải, nhãn, chôm chôm, thanh long, dứa, dưa sẽ có thêm lợi thế tiếp cận thị trường này. Với những cam kết cắt giảm thuế suất lên đến 99% theo lộ trình, cùng tính chất tiếp nối, Hiệp định UKVFTA hứa hẹn sẽ duy trì đà tăng trưởng thương mại bứt phá giữa Việt Nam và Vương quốc Anh trong năm 2021.